Cả nhà ơi, bây giờ mình lấy ra cho cả nhà xem nha. Thơm quá mọi người ơi, quá trời thơm luôn. Giờ mình sẽ lấy ra cho cả nhà xem nha. Ôi cá này quá trời thơm luôn, mình làm tới 2 tầng luôn cả nhà. Nè, chín hết rồi, giờ lấy ra mọi người ơi. À, đã hơn 15 phút rồi. Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh ẩm thực và du lịch Sinh TV nha. Hôm nay thì hai cậu cháu mình với lại cộng thêm mấy đứa cháu mình nó sẽ đi sau nữa, thì sẽ cùng với đứa cháu mình đi xuống cái cầu cảng như này nè cả nhà, để mình câu thật là nhiều cá. Nói chung là không phải là mình có cái rô quạng nào, là mình sẽ câu thật là nhiều cá hơn nữa. Nếu mà có cá ngon á thì chiều nay mình sẽ mời cả nhà cùng thưởng thức với mình cái món cá nướng nè, hoặc là cá hấp, hay là mình làm cá kho nhiều lắm. Nói chung là rất nhiều món để coi thử hôm nay mình câu được cá gì nha. Giờ đi theo cả nhà. Đây, đây là nhỏ bé mình, nó thích đi trải nghiệm với mình là cái nhà đó, dễ thương lắm. Đây nó nghỉ học rồi. Còn đây là mồi bọ của mình. Mồi này ăn rất là nhạy nha mọi người. Như đây chắc câu cỡ gần 10 kg đó. Thì mình đoán vậy thôi nha. Đây, giờ hai cậu cháu mình sẽ đi. Tất cả đầy đồ đầy đủ hết trơn rồi. Mình có ống câu nè, còn bánh này thì mình mua để ăn. Còn đây là nước. Câu nhiều hơn chứ. Câu nhiều hơn á, phải không? Chào cả nhà nha. Cả nhà ơi, mình vừa mới đi tới cầu cảng nè. Ngoài này gió hơi nhiều. Hả? Nhìn lấy đi. Đây có con bảo kêu nó tới đây luôn nha. Cậu cháu mình lấy cái này ra để làm thêm ống câu cho nhóc mình nha, cho nó câu. Câu cũng giỏi lắm đó. À, cả nhà ơi, bây giờ là mình sẽ làm một cái ống câu mới cho thằng cháu của mình nha. Nó cũng thích câu cá lắm. Với lại hôm nay trời gió lớn nữa thì mình giảm cái âm thanh của cái video lại để cho nó không có bị rè tiếng không cả nhà. Bây giờ mình đang làm một cái ống câu mới để cho thằng nhóc của mình nó câu chúng mình nha. Để coi thử hôm nay câu có nhiều cá hay không cả nhà. Mình đang lựa từng lưỡi ra thử coi. Lấy lưỡi nào mà ngon ngon mình câu dễ chút. Nhiều khi cũng có một số lưỡi bị xét rồi. Đâu? Cái miếng bánh. Mời cả nhà miếng bánh nha, rồi mình câu cá nha cả nhà. À, ở ngoài này nó hơi bị gió nhiều. Ồ, có gì cả nhà thông cảm nha. Mình nó lúc trước có câu cái chỗ đó. Cá rất nhiều nha, cá đang nằm bên đó rất nhiều. Lát mình sẽ tới đó mình câu cho mọi người xem. Chỗ đó cá rất là nhiều luôn. Trước mình câu gần 10 kg nha cả nhà. Mấy cậu cháu mình chuẩn bị câu cá nha. Để coi thử này có cá gì ngon không. Cái mồi bé bé nha. Bây giờ là mình sẽ đi qua cái chỗ bên này nha cả nhà. Cái chỗ bên hông này nè là lúc trước cá rất là nhiều luôn. Mình câu tầm gần 10 kg á. Gần 10 kg nha cả nhà, chứ không phải là đúng 10 kg đâu nha. Đó. Thì hôm nay trời sóng gió quá nên câu cũng được nhiều. Giờ mình đang câu cả nhà thấy không đó, mình đang câu dính một con cá rô. Cái loại cá rô này thì ở đảo mình lúc trước nhiều người rất là ăn nhiều nha. Kiểu như bây giờ người ta đa dạng về cách bắt cá này kia nhiều nên người ta ít ăn loại cá này lại á.
vẫn có một số người rất là thích ăn cái này nha, vì nó kho keo, chiên giòn, ăn rất là ngon luôn. Nó thì hôm nay thì mình câu cái loại cá này để mà cho cả nhà cùng thưởng thức với mình cái món cá hấp, hoặc là mình làm một cái món cá kho để cho mọi người xem. Nói chung là ở đảo mình vẫn có nhiều cái khu câu cá với lại chỗ địa điểm du lịch rất là nhiều đó. Thì cả nhà cứ lên search đảo Nam Du ha. Thì cái đảo này cũng đang hot gần ở bên Phú Quốc cả nhà. Cái chỗ này nếu ai buồn buồn hay là gì đó có thể ra câu cá giải trí như mình cũng được. Câu mình trải nghiệm cho cả nhà cùng xem đó. Rất là thú vị cả nhà. Ở đảo mình có nhiều chỗ rất là đẹp nữa. Ai đã xem cái video của mình á thì sẽ biết được mình câu cá là hay mình hay dùng cái mồi bọ này nha cả nhà. Ở đảo thì của mình nó hay gọi nó là bọ. Cái mồi bọ này thì cá ăn rất là dữ nha, cá ăn rất là nhạy. Chứ mình câu mồi mực thì nó ăn yếu đó. Mình câu là câu như vậy nha cả nhà, mồi bọ này nó ăn rất là nhạy luôn. Đúng cái mồi của nó thì nó ăn rất là nhiều. Cậu vượt qua cho. Giờ mới đi câu cá về rất là nắng. Nói chung là mình câu nhiều cá lắm, mà thường thì cái cảng nó có cá rô nhiều thôi. Bây giờ mình sẽ lấy cái loại cá này để mà mình lựa ra và đi hấp nha. Cá này mình thấy rất là nhiều nha mọi người, cho mọi người xem nha. Đây cả nhà xem nha. Đó, rất là nhiều cá nè cả nhà. Giờ mình đổ ra ha, đổ ra đi rồi mình lựa cá. Wow, rất là nhiều loại cá luôn mọi người. Đây là cá chấm. Thường mình hay nói cho cả nhà nghe là đây là cá hai chấm không? Cái này cá hai chấm. Cứng đơ luôn. Đây là cá trơn. Nãy cũng thấy cá đi qua nhà bồn nè. Rất là nhiều luôn mọi người. Giờ mình sẽ lựa cái loại cá nào bự. Mình sẽ lựa cá bự ra để mà mình hấp nha mọi người. Cá này kho keo chiên giòn nó rất là ngon. Nhưng mà mình thích ăn cái loại kho keo.
Ồ, nè cả nhà ở ngoài thấy bự lắm nha, cái này nè. Này có loài nhỏ nè mọi người, có loài nhỏ nè. Đó, giờ mình sẽ lựa ra nha. Mình vừa mới lựa ra được ít nha cả nhà. Để mình chiều nay làm cá hấp cho mọi người cùng xem nha. Đây, cái này là hấp ngon nè. Kiếm mấy con bự hấp ấy. Cái này hấp ngon nè. Còn nhiều thì mình sẽ để lại cho mấy bà dì với lại mấy đứa cháu mình nó ăn nha cả nhà, nó để kho keo ăn. Như này hấp ngon ha. Như này là hấp ok nè. Để như này hấp đi, rồi này hấp ngon. Để đi bàn giùm em với con. Con khỏi ra tay, con vừa. Tao đã mới rửa xong á. Ok, vậy là mình sẽ để bút này lại để mình hấp. Còn vô đây thì mình sẽ để lại cho mấy đứa cháu mình là nó đem về cho nhà nó ăn. Như lại một phần là mình để cho bà cô mình đó nha. Và cả nhà mình đã chia xong ha. Đây là của cháu mình, cho nó đem về để nó ăn. Nhà nó thích ăn cá này lắm, với lại mình cũng thích nữa. Còn đây là còn bọc này là để cho bà cô của mình. Mở ngừng bọc. Rồi, thôi bưng về đi. Thương mẹ nó lắm. Còn hai bọc này thì mình để lại cho bà cô của mình ha. Này hấp ngon nè, mình để mấy con bự lại để mình hấp cho dễ. Chút nữa mình sẽ làm cho sạch, chiều nay mình hấp luôn. Ok cả nhà. Đây, đây là cá rô mà mình đã làm xong tất cả mọi thứ nha mọi người. Mình đã làm xong hết trơn rồi nè. Mình ướp luôn ha, mình ướp cho nó thấm gia vị. Mình có bỏ bột ngọt, đường, muối với lại gia vị vào đây. Rồi mình ướp cho cá tầm 1 đến 2 tiếng cho thấm, rồi sau đó mình sẽ vớt cá lên. Mình bỏ vào cái dĩa ha, để mình hấp. Bây giờ mình làm cho nó ướp nè. Nói chung là mỗi người sẽ có một cái cách ướp khác nhau. Mình ướp theo cái kiểu của mình nha cả nhà. Dân biển là người ta sẽ hay ướp cái kiểu này nè. Rồi mình sẽ vớt cá lên, mình không có đổ nước chung nha, mình sẽ vớt cá lên cho cái dĩa đá hoặc là cái dĩa nào cũng được. Rồi mình bỏ cá vô một cái khay để mình hấp. Mình biết chắc chắn là sẽ có nhiều bạn nói cái loại cá rô này không ngon, hên xui nha các bạn. Thì cái loại cá rô này ăn rất là ngon nha, đối với mình là rất là ngon. Nếu mà mình làm sạch sẽ lại kỹ lưỡng về khâu ướp này nè, đó mình ướp nè, lò đang rất là ngon nha. Mình đang rất là nhiều lần, hôm nay mình sẽ làm cho cả nhà xem một cái loại cá rô biển mình hấp với than nha. Chiều nay mình sẽ đi kiếm coi thử coi có cái loại cá nào trên cầu cảng nữa không. Mình sẽ bỏ vô đây ướp luôn rồi chiều hấp. Còn nếu không có thì mình sẽ hấp loại cá này không cho mọi người cùng thưởng thức với mình nha. Rồi vậy nhau cả nhà. Cả nhà xin đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ rồi. Mình đang làm một cái nồi, cái nồi hấp. Thì mình sẽ chờ nước sôi, sau đó mình sẽ bỏ cá vào nha. Em đẩy cái này vô cái. Nó nóng quá. Rồi ok. Đây là những con cá mà mình đã lấy ra. Mình ướp nãy giờ cũng cỡ gần 2 tiếng luôn cả nhà. Để hơi lâu. Đây nè. Sau đó mình sẽ sắp cá bỏ vô dĩa nha, bỏ vô hai dĩa nè, sau đó mình bỏ vô đó. Khi nào nước nó sôi thì mình sẽ bỏ cá vô để hấp nha. Còn đây là mấy đứa cháu của mình. Lâu lâu thì cuối tuần mình hay rủ mấy cháu mình xuống đây để cùng nhau thưởng thức những món ăn ngon và dễ thương của mình. Rồi xin chờ cái nồi hấp nó xong nha. Thank you.
Không vừa mọi người ơi, đang rất là lúng túng. Mở cái nồi với thằng thôi. Vậy vậy nè. Ok cả nhà, bây giờ mình chờ tầm cỡ 15 20 phút nha. Rồi mình thưởng thức cái nồi này nha cả nhà. Để coi thử nó ngon không nha. Bây giờ mình lấy ra cho cả nhà xem nha. Wow. Thơm quá mọi người ơi. Quá trời thơm luôn. Giờ mình sẽ lấy ra cho cả nhà xem nha. Ôi cá này quá trời thơm luôn. Mình làm tới 2 tầng luôn cả nhà. Chín hết rồi, giờ lấy ra mọi người ơi. À, đã hơn 15 phút rồi. Ok cả nhà, bây giờ mình đã xong xuôi nha. Giờ mình mời cả nhà thưởng thức cái món cá hấp của mình ngày hôm nay nha cả nhà. Mấy đứa cháu mình đợi nãy giờ nè. Ê, đói không? Đói. Mấy đứa cháu mình đói nè. Ê, nó đợi từ sáng giờ á. Đói hả? Nó đợi từ 10 giờ sáng. Rồi, giờ mời cả nhà nha, mình thưởng thức thử cả nhà. Trời ơi. Mời cả nhà nha, mình thưởng thức nha, cả nhà. Ăn thử đi con. Cái này nếu mà có lạc quá thì mình chấm cái này ngay nhà giùm ăn thử coi nó lạc không nha. Trời ơi. Lúc ta ăn thử. Lúc ta đưa thì không ăn, cái đại sứ thì lụm lè. Ngon hả? Ngon cậu ơi. Trời ơi, phê. Ngon lắm mọi người, rất là ngon nha. Ăn đi, ăn con nào ăn cho hết con đó ha. Đây nếu có lạc quá thì chấm cái đây nha mọi người. Nếu lạc quá chấm cái đây nha. Thì bộ ngon mà bộ vẫn hoài rồi. Ướp không đơn giản đâu. Cay phải không? Cay nó, cay the. Cái đũa cậu đâu vậy? Có nước này là cái gì vậy? Nước này để kiểu lỡ mình có lạc á thì mình chấm đây nè. Con gấp này. Cái nước cam nước á. Cái gọi là gấp đừng có gấp cái bụng nó. Thôi khỏi. Tại vì nó thấm rồi, nước thấm. Đúng không? Nè đựng xương nè. Ngon lỏng ngon lỏng. Ngon chứ. Cái này có cơm ngon phải không? Em nó gấp từ lương khi chân cả. Có nghĩa là vậy nè, con gấp một con ăn con thôi hiểu không? Mấy đứa đông biết rồi. Quan con ăn được ăn con đi. Con bỏ xuống đây nè mấy đứa ơi, bỏ xuống đây nè con. Mời cả nhà nha, rất là ngon cả nhà. Con ăn con này. Con lấy đi. Cái nước này á là bình hấp vô luôn để chi cả nhà biết không? Để lát nữa mà mấy đứa cháu mình ăn có lạc á thì mình sẽ lấy đổ vô đây, nhưng mà thôi. Nó đã thấm và ngon lắm rồi. Ngon lắm rồi, cậu ơi. Cho ông nhăn con không? Không. Cho nó hả? Có ông làm mà tụi có ăn. Bởi vậy. Nè. Lật con cá này giùm con hả cậu? Lật được mà không lật. Con mà không cản mấy này là... Cô lật cho đi, cô lật cho. Để bể cá đây cô lật cho. Nó mềm quá à. Đó, thấy chưa? Ăn được cái đầu không? Cái đầu ngon. Dạ, con biết ăn cái đầu. Ăn đi. Cả nhà nha, giờ thưởng thức cái đầu cả nhà, ngon quá. Ngon thiệt bạn. Em muốn thử. Ngồi hẳn luôn đi. Đây, mình giúp cho mấy bạn ơi.
chấm với lại phải không? Không, lúc rồi em được cái chấm, em ăn thử đi rồi hãy chấm. Muối nữa. Thôi giờ lỡ rồi ăn đi. Bỏ cái miếng đi, đi qua ăn với khác. Chấm miếng này. Ngon quá mọi người ơi. Giờ ăn thử đi, đừng có chấm vô ha. À. Ừ, ăn thử đi. Ngon quá. Bây xong anh nướp á, anh nướp một hai tiếng rồi đó. Nướp một hai tiếng nó thấm dữ lắm. Trời ơi. Ăn đi mấy con, ăn đi. Đó. Tới nữa rồi. Giữ qua ăn kìa. Ủa ai gấp mà tới buổi chưa rồi. Trời, nhìn cái đùa. Mấy đứa con ăn một con thôi. Nhìn nè, hai cái này nè. Trời ơi, con em ăn. Ê, con là chưa hết nữa. Ai ăn vậy? Con như mấy đứa. Ừ, vậy con ăn thôi nè. Phải đâu, phải đâu. Cái đó cái sa tế á. Má đâu. Cái này cái sa tế nè cả nhà, mấy đứa cháu mình nó nhìn lộn. Cái này cái sa tế nè, hiểu không? Cái hũ sa tế á. Sa tế là sao cậu? Sa tế ớt á, ngon phải không? Thấy chấm vô hơn á. Trời ơi, cái rô này rất là ngon cả nhà. Trời ăn đã lắm mọi người ơi. Ngon. Nhưng mà hơi cay à. Hơi cay á, cay cay nó mới đã. Con biết ăn cay nên là cái ăn. Con biết ăn cay. Không đâu ăn hả ta? Tư biết ăn không? Lấy cái này Tư. Nè, đưa mấy đứa nên nghe cậu nói là ăn con này chưa? Dạ. Nhiều khi mấy đứa nó không biết ở cả nhà nên nó ăn con này bẻ con kia rồi. Nè, con đúng rồi, ăn một con này ăn hết nha con. Con ăn một con nãy giờ. Ừ. Cá. Bảy cá cái đó, bảy cá. Con biết ăn cái gì? Trời ơi, cây cây đã ha. Cây cây thì thèm ngon. Con có không biết ăn cái bụng. Bụng nó kỳ kỳ á. Bụng ngon con. Đáng á. Bụng ngon. Đúng không? Đúng rồi đó. Wow. Mình bụng ngon. Ê, giờ đây, đây nè cậu. Ú, cái là bụng nó. Cá nó rất là mềm luôn á cậu. Nó mềm đến nỗi mình gấp mà nó tan ra luôn. Khoe nè. Con lặt nó lại mà nó... Cái này cá thiên nhiên má. Cá nó để là cá rồi, cá nó để là cá tiết rồi, cá chín lắm nha cả nhà. Cá quá chín nó mềm lắm, gục luôn. Chung mà cá này ăn rất con. Đây quá quê. Ôi. Cá này mình ăn quá đã lắm cả nhà, ngon lắm. Cái thịt của nó béo béo. Với lại cậu ăn bụng không? Con không biết ăn bụng. Ngọt, nó ngọt. Ủa, sao đâu, cho nó nè. Ngon lắm cả nhà. Trời quá đã luôn. Cái mùi sa tế ăn vô cây cây nó the the xuống lắm cả nhà, ngon lắm. Cậu ăn. Mẹ, để nó cho nó ăn đi, để đại. Để đại đi Tư. Rảnh quá. Trời ơi, đã ăn ngon ha. Ngon cậu ơi, nó béo. Nó béo không? Béo. Cái đậu quá chứ nó ăn cái đậu ngon cho đậu ngon nè. Ủa tôi mà các bạn đây mà quên. Ơi đâu vậy, đang quay phim đâu vậy? À cả nhà ơi, xin vừa mới thưởng thức xong một cái món cá rô hấp rất là ngon nha cả nhà. Loại cá này á ở đảo mình rất là nhiều, chỗ nào cũng có hết. Thật sự ra thì cá này ăn vô là mình cảm giác là nó béo, lại thịt của nó rất ngọt và ngon. Cả nhà ơi, nếu cả nhà thấy hay nhớ đăng ký subscribe chia sẻ cho kênh của Sinh nha. Thì cái món ăn của mình ngày hôm nay xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại cả nhà vào những cái clip sắp tới đây nha. Bye bye cả nhà đã ủng hộ kênh của Sinh. Cảm ơn mọi người nha, bye bye. Thank you, guys.